Như vậy là kết tháng đúng không? Kết tháng bằng một phiên điều chỉnh. Cái plan mình đã lên trước rồi. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày vẽ sóng. Nhưng mà buổi sáng thì có những nhịp mà nó hơi khó, có những điểm vào, trừ cái nhịp mà mình đã xác định là biên giới nó có một vùng 8889 và mình lên cẩn trọng cái vùng biên này. Sẽ có những nhịp hồi. Tuy nhiên là cái nhịp mà nó kéo từ 994 đến 97 ấy, là một nhịp kéo rất nhanh và mình sau đó thì có những nhịp mà nó cứ đẩy đẩy lên đúng không? Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên một cái von rất là mạnh thì mình không thể sọt, là mình đi lao mà mình sọt được luôn ở vùng 98 được đúng không? Và mình sẽ cần phải chờ chốc và có những tín hiệu sọt rất đẹp ở vùng 94x đúng không? 94x sọt 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 xuống. Buổi sáng thì chúng ta có một nhịp mà thực tế là ngày hôm qua cũng có view với anh em rồi. Chúng ta có một nhịp sọt điều chỉnh từ vùng 97 98 đúng không? Và ngày hôm nay hoàn toàn giá có thể nó test lại cái thằng này sọt và test lại thằng này sọt. Tuy nhiên là sau khi một cái xung lực mà nó đi mạnh như vậy thì mình không thể là mình lao vào mình sọt luôn được mà chờ những cái tín hiệu đảo chiều. Thì đấy là mình đánh confirm giá nó xác nhận nó sẽ an toàn rất nhiều. Buổi sáng sau một nhịp mà dí phiên sáng đúng không? Nó tạo ra một cái kề engulfing. Engulfing này có thể là cho hồi. Thì những cái vùng sọt ở bên trên này này, mình chỉ cần để SL rất ngắn thôi, đừng để SL xa ở trên đỉnh này. Thì khi mà lên trên đỉnh này mình có nhảy vào mình sọt đó thì nó cũng để bóp cái L rất ngắn đúng không? Tuy nhiên là ngày hôm nay mình an toàn, mình sẽ chờ cái tín hiệu nó đảo chiều, tín hiệu mình cũng đi phân tích ha. Hôm qua là một cái nhịp mà buổi sáng nay thì đã view rồi, plan như cũ, sọt chỉnh quanh 9698, target về 7679 mới long lại. Tuy nhiên ngày hôm nay cái nhịp mà đạp cuối phiên á, ai thì người ta đi long ở cái vùng giá khi mà đã kết phiên rồi đúng không? Thì đoạn này chỉ chốt sọt thôi và chờ qua đêm mình đánh. Nhớ nhá mọi người nhá, nếu như mà đạp ở trước 2:15 mà về vùng đấy nó có phản ứng giá thì lúc đó thì mình mới cầm qua đêm hay không. Còn cái nhịp nó đạp cuối phiên rồi thì mình sẽ không được cầm, mà mình sẽ chẳng cầm gì cả. Tại vì một lực đạp mạnh như vậy đúng không? Chờ thị trường cân bằng thì mới xem xét là gom long hay là gom sọt xuống tiếp. Và chờ tín hiệu dòng tiền của VN Index đã đúng không? Thực ra giai đoạn này giai đoạn mà VN Index phân hóa, những cái dòng khỏe, mã khỏe vẫn hút tiền thôi. Mình vẫn đánh VN Index đang đi sideways nên là mình vẫn tiếp tục mình hold cổ phiếu khỏe được, không quan trọng. Phái sinh thì khả năng cao tháng này sẽ dao động trong một biên rộng, dao động trong biên rộng trước khi có thể là nó có một vài phiên kéo hoặc đạp nếu như nhà cái họ cầm vị thế long hay sọt. Thôi chứ giai đoạn này vẫn là giai đoạn dao động cái biên độ từ rộng ha. Thì ngay là cái plan của mình chính là những cái điểm sọt ở vùng bên trên. Tuy nhiên đấy là những vùng mình tham minh nhé. Nhớ là một vùng mình tham minh. Ngày hôm trước là chúng ta có phân tích với nhau rồi. Một nhịp kéo mà tạo ra rất nhiều imbalance và gap ở đây. Thì bản thân em có view với mọi người là gì? Giá nó sẽ phải vòng về đây. Ít nhất là nó sẽ phải vòng về đây. Trước khi mình nghĩ đến câu chuyện nó đẩy tăng lên tiếp, hay là nó hồi và nó sập xuống. Nhưng với cái câu chuyện là nó sẽ phải về đây. Tại vì ngày hôm trước là phiên mà nhà cái họ dùng bốt họ đánh kéo mạnh lên và rất nhiều thanh khoản chưa được lấy ở đây, chưa được lấp ở đây đúng không? Thì có xu hướng là sẽ về đây lấp. Với câu chuyện dòng tiền cũng không kéo dứt khoát. Ngày hôm nay gì? Buổi sáng đẩy vào dòng bất động sản khu công nghiệp tiền vào. Tuy nhiên gì? Trụ không kéo, banh xanh nhưng mà không kéo, không kéo mạnh. Em có báo mọi người rồi đấy, lên từ từ thôi đúng không? Buổi sáng thì có những cái nhịp mà chơi cũng khá là khó ở trong cái biên 94, biên 94, 97 đúng không? Cái đoạn này chơi cũng khá là khó. Tuy nhiên cái nhịp này phải chờ vượt 99 thì chúng ta mới có xe trang và kéo lên 0x13 đúng không? Không vượt 99 không được đu, vượt đỉnh thì mới được đu. Rõ ràng nó chặn nó cực trị. Và sau đó con M15 anh em có thể thấy là M15 thì cho mình một cây áp thớt đúng không? Một cây áp thớt, rõ ràng cây áp thớt và có phân kỳ ở đây. Tại sao lại đi long đuổi ở đây? Không được long đuổi, chúng ta chỉ long khi mà giá nó test lại về những vùng cầu ở dưới. Tuy nhiên là có xuất hiện một tín hiệu mà sọt ở vùng 94.x thì ngay cái thời điểm đó là chúng ta sẽ phải tham gia sọt xuống ha. Quay trở lại với điểm đánh ngày hôm nay, nếu như đánh chính xác ấy thì chúng ta có những điểm long điểm sọt như sau này. Bình thường ở những cái vùng
vùng ở bên dưới chính là một vùng cầu, đúng không? Rõ ràng một con sóng đẩy mạnh đi lên, có một cái vùng 88 mix chính là vùng long. Thì sau khi mà giá về vùng long ấy, có một tín hiệu của engulfing tăng thì anh em ok, em có quyền cược một lệnh ở đây, long và stop loss ở dưới này được. Mục tiêu thì mình chỉ target ngắn về vùng 992, 93 thôi. Dài hơn thì có thể lên trên vùng đỉnh cũ. Đấy là một lệnh long đầu tiên. Còn đoạn này nếu như mình short ngày hôm nay, mình có một lệnh short ở đây mình bị dính SL này anh em này. Short 93x dính SL 95 đó. Nó kéo phát lên đây này. Đó, sau đó thì bảo mọi người thì đoạn này mình long lên tiếp. Nhưng mà long mình chốt ngắn là 97, 98 thôi. Rồi mình chờ confirm. Quay trở lại với nhịp này thì sao? Cái vùng LPS nó bị phá đây này, nó tạo ra một cụm EC3 xong gãy mạnh xuống đây này, short nhá mọi người nhá, short 94x và lên báo mọi người rồi, cứ lên cái cụm này là short xuống cho em, và lên đây gặp áp thớt thì càng short thôi. SL để trên này, mục tiêu 1 thì chúng ta sẽ đánh về vùng biên dưới OB này. Đây OB có bật lên này anh em này, 89 lên lên đây 94 này, short tiếp đúng không ạ, mình cho một nhịp short tiếp và mình kỳ vọng thủng thằng này xuống vùng 84 và 80. Đó, thì ngày hôm nay có những cái lệnh chính như thế này. Tuy nhiên là ngày hôm qua mình có cho anh em giữ một phần sọt xuống đây chốt này, và ngày hôm nay mình dính một lệnh chính ở trong zoom thì mình bị dính SL ở những cái nhịp ở đây. Mình cho sọt đấy, đoạn này cuối phiên sáng là mình sọt chốt ở 88, báo mọi người chốt ngắn rồi nhé, và chờ những vùng test test vùng này mình bị dính những nhịp sọt đây, nhịp sọt này. Còn nhịp này thì báo mọi người là gì, chốt ở vùng 798 thôi. Thực ra những cái nhịp mà long ở cái vùng tiếp diễn ấy, chúng ta sẽ chốt ở vùng đỉnh và mình sẽ chờ confirm đúng không? Đó, thì ngay ở đầu phiên sáng thì em có view với cả mọi người bên cơ sở. Thực ra câu chuyện cơ sở của mình thì mình vẫn hold hold hàng thôi. Mình có đánh ETA 54.55, hold thôi, SL53 và ngày hôm nay IT đóng tím, bất động sản khu công nghiệp chạy. Tiếp tục hầu những dòng cổ phiếu khỏe, HAG thì tùy anh em thôi. Nhưng đối với HAG thì em vẫn ôm hàng, em vẫn ôm hàng nhé mọi người nhé. Giá ở vùng 74, 76 thì mình không nói đến, giá tiếp diễn mình ôm ở vùng 86, 88. Bây giờ HAG lên được 30% rồi, hầu tiếp tục thôi đúng không? Buổi sáng có nhận định ở trong Zoom cơ sở rồi, phái sinh ngày hôm nay sẽ điều chỉnh về vùng 79, quanh vùng đấy. Cơ sở thì VN-Index sẽ đạp về vùng 85 đến 95, mình sẽ quan sát. Những cái cổ phiếu mà ở kênh trên mình có thể canh những cái nhịp mà điều chỉnh để mình có thể mình gom thêm vị thế. Còn những cổ phiếu yếu thì hôm ngày hôm trước báo cơ cấu rồi đúng không? Chốt lại ngắn và cơ cấu. IDC thì có vùng 4344 vẫn hold thôi. ITA thì chúng ta mua thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ về 8, 11, 13 ITA. ITA chúng ta gom ở vùng này anh em này. Đúng không? Gom ở vùng này. Đó thì em có thể cho gom một 56 với cả 54 55. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ một nhịp mà tái tích lũy đúng không? Tái tích lũy dòng tiền vào ETA và đi lên. Trong pha E thì phải hold được nhá, đừng chốt ngắn. Hold được, và con này mình sẽ kỳ vọng gì? X2 hoặc là 50% thì mình mới chốt nhá. ETA. Tất nhiên rồi, cược là một là ok, câu chuyện tôi nếu như mà thủng cái vùng 53, tôi cắt lỗ toàn bộ. Mất 5%, mất 4%, nhưng mà ăn là tôi phải ăn được 50, 100%. Phải như vậy nhá. ITA, một vài cổ phiếu như HAG của mình thì mình vẫn giữ bình thường thôi. Thực ra câu chuyện em báo rồi, HAG nó có vẻ lấp những vùng gap này, có thể điều chỉnh về vùng này là chuyện bình thường, nhưng đối với em đó là một câu chuyện mà mình sẽ hold dài, hold về trung hạn đúng không? Đỉnh này chưa phải là đỉnh HAG hướng tới đến đâu, nó phải là trên vùng này cơ. Dòng P thì sao? Dòng P thì báo mọi người rồi, PVS chúng ta vẫn hold. Dòng P chúng ta có vị thế PVS ở vùng 3334 rồi và tiếp tục hold thôi. Ở những phiên này điều chỉnh chuyện bình thường. Dòng P thì chú ý là PVS đi rất khó chịu đúng không? Vào sóng thì nó mới chạy mạnh được. Kể cả những con sóng mà chạy mạnh như vậy thì có những nhịp rung lắc như thế này là mình phải chấp nhận. Đã hold cổ phiếu là phải chấp nhận. Chạy được có 10% đúng không? Đã hold cổ phiếu là phải chấp nhận là sẽ có những phiên rất khó chịu đi vậy. Lên đúng không? Tăng xong lại giảm, tăng điều chỉnh, tăng điều chỉnh. Nó không khỏe được như những cái dòng khác như thế này. Những cổ phiếu khác như vậy. Đối với những cái dòng khác thì đã quá điểm mua rồi thì không thể mua được. Ví dụ làm kim không thể làm mình đi mua ở trên những vùng đỉnh này được. Đúng không? Chỉ chờ về đây thì mua thôi.
còn không có thì thôi mình sẽ đánh cổ phiếu khác. Còn HHG vậy ở đây đúng không, mua điểm mua ở đây T cộng thôi, còn mình sẽ phải đi tham đánh những cổ phiếu khác. Rõ ràng vùng cung làm trên này rồi, ngắn hạn thì nó đi sideways trong vùng này thôi. Về index thì ngày hôm nay đóng chặt tháng, chặt tháng rõ ràng là một cái câu chuyện, nó là một con sóng giảm, mọi người có thể nhìn thấy đây là chặt tháng này, đi lên đây bull max rồi chốc giảm, chốc giảm này bull max xuống đây đúng không, đi thẳng xuống đây thì rõ ràng chặt tháng đối với chúng ta vẫn là một cái nhịp mà nó đi sideways từ vùng 1.300 đến 863. Tất cả trong những nhịp này đối với em con chặt tháng nhá, nó vẫn là một cái nhịp mà thị trường đi sideways thôi. Tất cả những vùng này đều là đi sideways, là những cái nhịp hồi. Ở đây có nhịp uptrend nhỏ của khung ngày thôi, còn khung tháng bản thân nó là đang đi sideways và nó đang là một trong đang có trong một con sóng giảm của tháng. Tuy nhiên ở đây mới chỉ có chốc giảm đúng không? Thì nhịp này đối với em vẫn đang đi sideways. Và xét về chặt ngày thì sao? Bản thân con chặt ngày thì em báo mọi người rồi. Chặt ngày thì nó xuất hiện một cái nhịp mà nó có chốc giảm, chốc bốt giảm ở đây, chốc bốt giảm ở đây. Thì bản thân con chặt ngày nó là một cái nhịp mà giảm xuống như vậy, và tất cả mọi sự vận động giá mà nằm trong ở vùng 1072 đến vùng 1118.6 thì tất cả những vùng giá này nó chỉ là đi sideways thôi, kể cả có những cái phiên tăng như vậy vẫn là sideways. Đến khi nào? Đến khi nó phá được thằng này hoặc là nó thủng thằng này thì mình sẽ tiếp tục mình vẽ sóng. Đoạn này chỉ đi sideways thôi, và index nó đang có thể nó sẽ tạo một vài cây dao động biên hẹp ở đây trước khi nó có thể nó phá xuống tiếp hoặc nó break đi lên. Đó. Thì rõ ràng giai đoạn này là giai đoạn mình sẽ phải chọn lọc cổ phiếu, không phải cổ phiếu nào mình cũng tham gia được đâu ha. Về chứng khoán phái sinh, và quay trở lại về chứng khoán phái sinh, chúng ta có một cái mô hình PLF von short vào, mà cái đoạn em bảo cái đoạn này nhịp von long vào nhưng mà chưa có break lên vùng đỉnh và sau đó có chốc quay trở lại, thì em bảo mà đây là một đoạn nó đang có nhiễu và chúng ta sẽ cần chờ nó confirm đúng không, nó quay trở lại nó cho mình một cái mô hình tái tái phân phối ở đây đúng không, một nhịp tái phân phối này nhìn rất rõ ràng cái trạng, và cái nhịp này thì chúng ta sẽ cùng đo đâu đó nó có thể về biên min là giá 1177.x, biên mắc nó rơi về 1173. Như vậy là gì, biên trung bình chúng ta sẽ chốt ở biên min và biên trung bình cái nhịp sọt này, có nghĩa chúng ta sẽ chốt ở vùng giá 77 đến 75 nếu như theo sóng là sẽ chốt ở vùng này, và đâu đã đạt ngày hôm nay rồi thì chúng ta sẽ chốt hết thôi. Nếu như đánh đảo chiều thì sao, đánh đảo chiều chúng ta sẽ phải chờ hết biên mắc được, có thể rơi đâu đó về vùng 73.x đúng không? Thì quay trở lại với chart. Rồi, quay trở lại với chart đi. Lên nhật thì sao? Rõ ràng cái vùng cực trị là vùng chúng ta sẽ quan tâm. Vùng cực trị chính là con OB từ 68 đến vùng 70.x, thì đây chính là vùng mà mình lo. Quá bán rồi, không cầm vị thế long short gì qua đêm cả. Short thì cũng rất là nguy hiểm tại vì đóng ATC gần thấp nhất phiên đúng không? Long rất nguy hiểm, đóng ATC gần thấp nhất phiên, còn short thì không thể nào short ATC được, chỉ có cầm short ở trên vùng đỉnh này thôi đúng không, và vẫn có thể là ATC nó ATO nó mở gap lên đúng không, thì chúng ta sẽ quan tâm những vùng nào để mình đánh. Chúng ta có vùng QML là ở vùng 71.x này, thì sát với vùng cực trị này thì đây chính là một cái vùng vùng long đó đúng không, đây là một vùng long. Anh em có thể thấy đây cũng là một vùng long, chính là cái vùng 75, nhưng mà nó đóng lên 75 76 nó đóng ngay ở đây rồi, chúng ta sẽ không vào và không cầm quá đêm. Và bây giờ bên trên vùng sọt khi đã gãy vùng 84.x rồi thì cái vùng này chính là cái vùng gần nhất để chúng ta sọt xuống. Rõ ràng bây giờ lại về câu chuyện là lên trên là sọt và bên dưới nó có nhịp hồi, và chúng ta sẽ chờ chờ một cái vùng bay mới, một vùng TR mới quanh quanh đây, và xem là nó xác nhận cho mình một cấu trúc tái phân phối hay là tái tích lũy. Nếu như kịch bản tái phân phối thì U tác LPSI nằm ở đâu, thì tất nhiên cái vùng 88 đúng không, 88 89 là cái vùng mà chúng ta sẽ cần quan tâm. Như vậy là cái plan thì chúng ta sẽ xem là nếu như ATO ngày mai không gãy cái thằng thằng 75 76 này thì mình cùng kỳ vọng một cái nhịp nó sẽ đi vận động trong vùng 76 đến 84 trước khi nó có thể là
lên ủ tác hoặc là sập xuống. Tất nhiên là xuống cái vùng này nó sẽ có những cái gì mà nó hồi phục đi lên, nó test ủ tác hay là test tán tư gì gì đó nó mới gãy. Đó. Hoặc là kịch bản thứ hai chúng ta có là nó submarine xuống đây, đi xuống đi lên đây, test lại và đi lên, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn phải phụ thuộc vào dòng tiền của index, VN Index và cái IDO của nhà cái. Hiện tại thì Tây họ vẫn đang cầm long, đúng không? Đang cầm 10 hơn hơn chục nghìn long, hơn 15.000 hợp đồng long. Thì chúng ta sẽ cần phải chờ cái tín hiệu thêm để xác nhận là mình sẽ hold vị thế gì. Còn giai đoạn này thì mình sẽ ưu tiên là mình sẽ chơi ở trong biên rộng. Biên dưới là vùng 68 6668, biên trên là vùng vùng 9x, 6x đến 9x, đúng không? Chơi ở biên rộng trước. Đối với thuật toán thì sao? Thuật toán thì rõ ràng ngày ngày hôm nay buổi sáng là một cái nhịp mà em lưu ý với mọi người một chút nhé. Đồng pha quay về mây mới sọt, nhưng mà khi mà quay về mây nhá, khi mà quay về mây lưu ý, đồng pha mà đi xa mây rồi thì không sọt nữa, đồng pha ở gần mây thì vào sọt luôn và SL3 điểm. À, buổi sáng thì có một cái nhịp mà sọt thuật toán ở vùng 91, SL ở vùng 92.8, đúng không? Hơn mất hơn một điểm thuật toán ở đây này. Thực tế là những cái nhịp mà nó tạo nến xanh như vậy mà mây nó đi ngang thì mình có thể thoát hòa, tránh nó ra. Những cái nhịp đồng pha long lại thì lưu ý cho em là những cái nhịp mà nó về mây nhưng mà nó xuất hiện nến đỏ là mình cũng cũng đóng hòa, mình không không chơi, đúng không? Mình không chơi. Những nhịp sọt này này. Sọt đây, ok, gần mây, SL để ngay trên mây, chốt lời sóng mỗi sóng 3 điểm. Đúng không? Sóng mình đo từ đây, sóng 4 điểm này, hồi lên sọt tiếp 93, 4 điểm trừ đi là sùng 89. 89 mình chốt lời. Rồi sau khi mà hồi lên đây mà xuất hiện hai cái đường này màu xanh này mà lên màu xanh thì không nhảy vào sọt nữa, đừng sọt. Và không đồng pha thì sẽ chờ, chờ khi nào đồng pha trở lại sọt. Lên hồng nhá, hồi lên đây lên hồng và lên đỏ sọt xuống tiếp. Hồi lên đây mà có lên xanh màu lá cây này, xanh lá mạ này, không sọt. Khi nào có lên đỏ quay trở lại sọt tiếp thì thuật toán có thể sọt tiếp ở vùng này đi xuống. Thực ra là ngày hôm nay thuật toán cũng thực ra ngày nào nó có lãi đâu. Nó đã là có sóng thì ngày nào có lãi được, trừ khi những nhịp mà đáo hạn phái sinh nó đi sideways thì em có dặn mọi người sideways thì mọi người lên đánh biên, không đánh các thuật toán. Đó thì ngày hôm nay thuật toán tiếp tục ăn, đúng không? Sọt 93 sọt tiếp về đây xong lại có sọt 91 sọt xuống. Và những cái mức SL cắt lỗ của nó rất là ngắn thôi. Ví dụ buổi sáng, ví dụ là anh em có thể bị dính cắt lỗ 1 điểm, rưỡi 2 điểm ở đây chuyện bình thường thôi. Thực ra đánh mình phải chấp nhận những deal nó lỗ. Nhưng mà quan trọng là mình sẽ chờ những cái tín hiệu mà đồng pha nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, đúng không? Thì giai đoạn này là giai đoạn mà của ngày hôm nay chỉ canh sọt ở nhịp này. Tất cả những nhịp này chỉ canh sọt khi hai thằng này ở dưới không, đúng không nào? Đó. Cùng canh sọt xuống. Thực ra thì cái nhịp mà nó đánh về 85 tại sao lại có những nhịp mà hồi phục đi lên sau đó thì rõ ràng nếu đánh theo cấu trúc thì cái vùng 90 91 vẫn là vùng sọt, chứ đây chỉ là những cái nhịp mà nhà cái họ họ dùng những cái nhịp mà nó cháp giá thôi. Anh em chú ý nhá, những cái nhịp mà ví dụ tại sao ở cái nhịp này nhiều anh em bảo là anh bị hết tất cả những cái vị thế. Bảo là anh bị hết tất cả những vị thế sọt ở trên rồi chẳng hạn. Tại sao lại hết khi mà ở đây có một cái em dạy mọi người rồi, ở đây có cụm doji king thì đây chính là cái điểm mà sọt tiếp diễn chứ đâu phải là cái điểm mà long, đúng không? Hoặc là khi mà anh em thấy là à, nếu như anh em không sọt ở cái cây này kết thúc tại vì có một cây von khá ổn ở đây thì anh em phải sọt khi mà nó thủng thằng này, sọt khi mà nó kin được cây cây mà nó tạo tạo một cây maju như vậy, đúng không? Kin cây này là phải sọt chứ, SL để trên vùng này thì anh em hoàn toàn có thể sọt 88 và SL để trên 91. Thì đấy là những nhịp mà anh em muốn đánh xác nhận, đúng không? Còn bình thường là mình đã có một cái vùng vùng giằng co ở đây, vùng tắc nghẽn, vùng chiến sự ở đây, rõ ràng là đội sọt ở đây họ thắng và lên trên đây là xuất hiện tín hiệu là sọt. Ví dụ lên trên đây mọi người đã xác định à vùng 90, vùng 91, 92 là chính là vùng sọt tiếp diễn, thì nếu như mà muốn đánh nhanh thì vào tham phim M1, đúng không? Và M1 có gì ở đây có tín hiệu đảo chiều thì mình chơi. Thì tại sao ở đây nó lại hồi về? Thì đoạn này nó đạp gáp M1 này. Nó đạp gáp thì nó về, nó lấp lấy thanh khoản xong nó rơi xuống thôi, có gì đâu. Đùa anh em không? Mọi người có thấy ở đây này, đạp xuống thì nó hồi lên đây nó lấy thanh khoản đi xuống. Nó phải bull back về đây lấy thanh khoản đi xuống rồi.
chuyện bình thường đúng không? Nên là những cái nhịp đó thì hoàn toàn không phải sợ, nhịp đó là hoặc cái cơ hội để mình có thể gia tăng. Tuy nhiên là cuối phiên rồi thì thực ra là cái TP của em cũng chỉ về 80 đến 84 thôi. 80 84 thôi thì những cái nhịp mà đạp về 84 này mọi người có thể canh chốt dần đây. Còn lưu ý nhá, đối với những vị thế mà nó đạp mạnh như vậy, những cái chen nó đạp mạnh như vậy thì không bao giờ đi nhảy vào long ở đây nhá, long đây cả phải có chờ tín hiệu đảo chiều chứ. Ví dụ ngày mai buổi sáng lên vùng cung rồi tại sao lại em lại không sọt? Tại vì cơ sở cũng đang tiền vào khá ổn đúng không? Chưa có dấu hiệu đảo chiều, nhưng mà đến đoạn này là bắt đầu mình nhảy vào mình sọt rồi. Thứ nhất là nó gãy một cái chen tăng, đúng không nào? Gãy một cái chen tăng. Thứ hai là nó tạo chốc giảm. Thì lúc đó áp lực bán vốn bán tăng dần thì lúc đó mình mới nhảy vào sọt chứ. Buổi sáng cái đoạn này thì lên vùng đỉnh tại sao lại không sọt được? Tại vì chưa có tín hiệu xác nhận ha. Vẫn rõ ràng nhưng mà đến đoạn này thì bắt đầu có rồi, có rồi. Đó thì buổi sáng thì thực ra thì vượt vùng vùng này vẫn là vùng vùng mình đánh sọt. Buổi sáng vùng này vẫn là vùng mình đánh sọt, tuy nhiên là nó lên nó test hẳn thằng này thì mình chấp nhận tôi bị dính một cái nhịp mà tiếp diễn chứ mình em hô là hô sọt ở trên này cơ. Cái nhịp tiếp diễn là ở đây mình đánh thì mình bị dính quét đây thì phải chịu thôi. Và mình sọt lại khi mà nó có xác nhận ở cái vùng này, này đúng không nào? Chơi phái sinh không khó đâu, nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với những thị trường khác. Tại vì volume nó đã thể hiện hết ở đây rồi. Volume nó nhìn thấy hết rồi. Anh em đơn giản có những cái nhịp mà anh em thấy là à anh thấy một cái vân long nhưng mà tại sao lại đảo chiều nhanh vậy? Ví dụ đây đảo chiều vân long như vậy, đến đây đảo chiều tất nhiên lên đây nó gặp lực bán, sau đó thì anh em thấy cầu vào làm gì khó đâu, cùng có nhiều thì theo xu hướng sọt chứ. À, còn đến đoạn này bảo em ơi tại sao một cái vân long nó cao như vậy, sau đó nó lại gãy thì đằng trước nó đúng không, đằng trước nó có vùng cung mạnh như vậy đúng không? Thì những cái nhịp đẩy này là những nhịp cháp của nhà cái thì mình phải phải tránh được. Thì tránh cháp như nào? Tránh cháp thì đơn giản là ví dụ bình thường nếu như mà khi mà xuất lên trên vùng cung mà đóng một cây ma du, ví dụ ở đây là một cây ma du thì mình chờ mình chưa chưa có thể sọt được, nhưng mà khi mà nó đóng một cây áp thớt là mình nhảy vào luôn. Tôi đánh sọt ở đây tại vì anh em phải hiểu là mình chơi chơi cái game này là mình chơi có xác suất, tỷ lệ phân tích của mình thắng cao thì ăn, chứ còn câu chuyện để mà thị trường nó phải như thế này phải như thế kia thì không đúng nhá, phải như thế này phải như thế kia thì không đúng. Bây ví dụ ở đây anh em long được hay không? Đối với em thì những cái vùng này cây này thì anh em không được long, mặc dù nó từ 97 nó up lên rất mạnh, nhưng anh em được long khi khi mà nó test và nó kin cây mazu này, sau đó xuất hiện một cây cây engulfing tiếp tục một cả cụm này. Thì cái vùng này chính là vùng mà anh em có thể long ở cây này và SL ở dưới vùng này thì nó an toàn rất nhiều ha. Đó, khi mà cứ bình thường thì anh em học cái cung cầu rồi đúng không? Cứ có ma du tăng thì một cái nhịp mà người ta đẩy giá đội mua đẩy giá lên rất mạnh thì mình đừng lao vào bán vội đúng không? Còn khi làm một cái dấu hiệu suy yếu ấy, còn bình thường những cái vùng đỉnh bọn em ơi vùng đỉnh mà lại không có cái áp thớt đúng không? Vùng đỉnh hay vùng đáy không có áp thớt thì tính làm sao? Thì xin mời anh như thế này bình thường nhá, chúng ta bắt ở quay cọp chúng ta bắt một cái áp thớt đúng không, nhưng mà nếu như mà giá đẩy lên mà không có áp thớt thì làm sao mà em có thể bắt được, thì chỉ cần kin cây ma du đấy thôi là mình sẽ hình dung ra rồi, có nghĩa là kin cây ma du đằng trước nó ví dụ anh em thấy là đang tạo một cái biên đi ngang như thế này mà đoạn này nó có một cây cây này như một cây SOS đánh lên một, như một cây sai hợp trang đánh lên. Nhưng mà thực tế cây này nó không phải có cái áp thớt mà nó vẫn đi xuống như thế này thì phải kin cây này xong thì mới được sọt, không được sọt luôn ở đây thì nhưng mà lên trên đây ấy, mà có cái áp thớt là mình có quyền mình chơi sọt luôn ở đây, đấy là sọt sớm còn xác nhận là phải chờ gãy chen tăng có chốc bốt giảm von tăng von bán tăng dần thị trường cơ sở đảo đúng không, thị trường cơ sở bán ở bên cơ sở thì lúc đó thì test lại là những điểm sọt. Đánh ngoài cọp thì chúng ta sẽ cần phải chấp nhận thôi, chấp nhận cái câu chuyện là gì sẽ có những nhịp test rất đẹp, test đẹp có những nhịp mà rơi xuống mạnh luôn đúng không, thì em đã dạy học viên rồi dạy anh em rồi. Ở những cái chen mạnh đôi khi nó không về đón mình thì mình phải long tiếp diễn ở đâu,
những cái chen yếu thì nó pull backup về. Ví dụ ngày hôm nay những cái nhịp mà dòng tiền vào, có dòng tiền vào phân hóa không phải là một phiên mà điều chỉnh mạnh ngay ở đầu phiên sáng, thì giá nó có thể, một là nó test LVD là gì, nó test cái thằng 93 này của mình mà rơi xuống. Thứ hai mà nó có thể là test tận u tác là backup sâu. Bình thường phái sinh thì nó sẽ là một những pha backup lông thôi, nhưng mà ngày hôm nay nó xuất hiện một pha backup sâu này, nó tìm test thẳng thẳng thằng này này, test thẳng thằng u tác này, sau đó mới gãy. Thì khi mà test u tác như vậy là một có hai kịch bản: nếu như mà nó vượt qua thằng này, tiền vào tiếp bánh kéo thì chúng ta phải đánh up lên chứ, đúng không? Nhưng mà quay trở lại với dòng tiền mà nó không duy trì được, gãy kênh tăng, đúng không? Đến đoạn này bắt đầu gãy kênh tăng này, chốc thì lúc này anh em mình dám dám đánh chứ. Lúc đó thì anh em mình dám đánh sọt ở đây chứ, làm sao mà dám sọt ở đây được? Lúc đấy cơ sở đang đẩy mạnh lên như thế này, không thể sọt được, đúng không? Thì đây chính là cái vùng mà chúng ta thấy là bóp cái lến này, giằng co, đúng không? Cái OB này nó có khai thác một lần rồi, nó có phản ứng đấy chứ. Đây này phản ứng thì nó gãy qua một cái vùng này chính là vùng Phillip Zone, và chúng ta hoàn toàn là sọt xuống. Tại sao em bảo mọi người sọt đây tiếp, ok chưa? Rồi quay trở lại một cái con M1 gì, M1 này, quay trở lại những tín hiệu mà nó bóp được những vị thế. Tại vì mọi người đôi khi mọi người không biết cái điểm vào nó tối ưu nhất, 95 ở đây đúng không? Rồi vùng này là vùng OB gãy rồi, vào đúng là muốn bóp gì, bóp cây này cho em, bóp ở đây inside ba cây này mà bánh mì kẹp thịt xong gãy mạnh xuống thì đây chính là cây mà mình bóp này, cây limit ở đây lệnh cho em. Anh em nào thích cây thì bóp bóp ở đây, chính là điểm này nhá, đúng không? Điểm này nhá là một. Thứ hai M3 này em vẽ trước cho mọi người rồi, rồi M3 M5 này, đây là anh em nhìn thấy không, inside ba này, inside 3 đúng không? Bỏ này đi, nhìn inside 3 này. Cây này, cây màu đỏ này mọi người ơi, cây màu đỏ này. Đúng không nào? Màu đỏ inside 3 này, cả cây màu này inside 3 này. Rồi, xong rồi xong Mazu đánh mạnh xuống đúng không? Đây là cây anh em bóp sọt xuống. SL để trên này hoặc là anh em có thể để hẳn trên cây này. 996. Không vấn đề gì cả nhá. Sọt 94 để SL96, 94x sọt 94.7 đúng không nào? Sọt 94.7 để SL trên cái này lên cắn không, lên cắn đúng cái điểm này đúng không, 94.7 sập xuống, thì đấy chính là cái điểm mà tham mình có thể mình bóp được. Cái điểm tại sao mình lên đây đánh rào 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 lên trên này là không phải điểm mình FOMO long, mà à ông Hiếu ông dạy đây là chính là vùng mà mình sọt xuống. Và nếu như mà khi mà lên trên này mà nó xuất hiện một cây mà đóng lên như thế này thì mình không sọt, đúng không? Còn nếu như mình đã vào lệnh rồi mà xuất hiện một cây như thế này thì mình giữ được, còn không mà mình muốn à nó lên trên vùng này nó cần chờ cho tôi cái gì thì cứ up thớt xong thì anh em sọt sọt. Còn muốn gì, muốn xác nhận thì lại tôi có cây Mazu. Thì bây giờ bản thân nó nhá, lại quay trở lại, nó chốc giảm luôn cả thằng này đúng không, nó kin cả thằng này rồi, à xu hướng giảm thì có cái gì đây anh em nhìn thấy, có một cây inside 3 đúng không, inside 3 này, cụm tranh chấp này, vùng bay này, sau đó thì giá sập mạnh, nó chỉ mỗi cung cầu như vậy thôi. Đánh chứng khoán phái sinh rất dễ nhá, tại sao em lại cho mọi người sọt tiếp ở 94, lại nhồi sọt tiếp ở 93x? Nó có cái gì đâu, mỗi là những điểm này anh em chủ động đánh thôi đó. Thì khi mà anh em học em thì luôn luôn chúng ta sẽ có những cái điểm đánh và cái chủ động mình giao dịch, kể cả những cái nhịp này phiên sáng. Ok, buổi sáng chúng ta chấp nhận là một lệnh bị dính SL ở đây, có lên vùng này có rút dâu đúng không, sọt ở 94x có rút dâu rồi về vùng 92x. Em không báo chốt tại vì nó ngắn quá đúng không nào, ngắn quá. Sọt 94x nó về vùng 92x, sọt về vùng 92.5 ăn hai điểm, nhưng mà mình không chốt, mình kỳ vọng là gì, nó sập xuống đây luôn, nhưng mà nó cũng lên, nó quét, nó dính SL, mình phải chấp nhận thôi ha, mình phải chấp nhận thôi là à deal này mình bị lỗ, SL mình để trên cái này deal này bị lỗ. Và chúng ta làm lại khi mà có dấu hiệu xác nhận, đúng nào? Đoạn này thì vẫn để long 95.x đi lên này. Còn đoạn này chúng ta short xuống. Và chúng ta short xuống. Thì chúng ta chỉ cần à tôi có một cái setup giao dịch. Đoạn này tôi thị trường chạm, hoặc là đoạn này tôi view lệch nhịp một chút chẳng hạn. Đúng không? Thì thôi mình sẽ chờ một cái nhịp khác để mình đánh. Chứ còn nếu như anh em mà lao như thiêu thân ở đây cứ short 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 lên cắt short cắt thì không được.
đến đoạn này lại bắt đầu lại long long ở dưới này, long chặn tàu, long chặn tàu không được. Thị trường thắng thua nó ở chỗ đấy thôi. Những cái đoạn nào mà khó đánh quá kéo xả thì thôi bỏ qua đứng ngoài, không phong mô này, đoạn kéo xả này thì thôi bỏ qua đứng ngoài. Ví dụ những cái đoạn kéo xả như ngày hôm trước nó cứ giật lên giật xuống, giật lên giật xuống thì mình chọn ở vùng vùng hai biên mình đánh. Những cái đoạn mà sideways up thì mình xử lý thế nào, sideways down mình xử lý ra sao, quay cọp xác nhận rồi thì xử lý như sao, đúng không? Nhìn lên nó ra hết à? Những vùng cung cầu, cứ vùng cung cầu là mình vẽ ra trước mình chơi, đúng không? Đây này, nó có phản ứng ấy. Sao có phản ứng? Đây này, nó đớp xong nó hồi này, nhưng mà nó hồi lên một cái chen giảm mạnh. Những cây sọt đằng trước nó cao cao hơn này, hồi nó chỉ nhịp mà bốn bách hồi thôi, đúng không? Nhìn thấy thôi, những cái nhịp mày đẩy lên có cây von sọt này rồi. Anh em nhìn con M3 không? Con von sọt vẫn chiếm như thế mà, đây chỉ sóng hồi thôi. Và hồi lên những vùng cung là mình sọt xuống đó. Xác nhận cái vùng này gãy này, cả gãy cả thằng này thì bull back về những cái cây doji king, hay là mình chọn những cái vùng như này này chính là vùng mình sọt xuống đó. Stop loss mình chỉ cần để đây một chút thôi, đúng không? SL một điểm cũng không dính, mà SL 0,5 điểm mà đúng vùng cũng không dính được. Vậy tại sao mọi người có nhiều broker bảo là sao ông này ông cho SL có một điểm để quay phí hả, hay là thế này kia, nhưng mà vấn đề là không thể dính được SL. Còn nếu như nó đã dính SL của mình rồi ấy, thì nó sẽ là đi ngược cái xu hướng của mình nhận định, đúng không nào? Nó đã vượt thằng này rồi, nó đã đi ngược, thì kể cả anh có SL 10 điểm hay 15 điểm thì nó vẫn bị dính thôi. Mọi người lưu ý cho em nó như vậy nhá. Còn cái việc của mình đánh SL rất ngắn thì là do mình tham minh cái điểm vào nó tốt thôi ha. Ok, hôm nay chia sẻ cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên là đánh ở trong phiên thì mọi người lưu ý tham minh theo cả bên cơ sở nữa. Chia sẻ nhiều thì mọi người lưu lại nhé. Ở trên kênh YouTube thì có những bài học cơ bản rồi. Giai đoạn này là giai đoạn mà em bận nên em sẽ không dạy, chưa dạy được lại. Có thể là xong web thì em mới bắt đầu triển khai dạy lại cho anh em đánh phái sinh. Tại vì có rất nhiều anh em đánh hợp đồng to nhưng mà vẫn mắc cái lỗi đó là giao dịch mà nó không có cái plan kế hoạch trước, sau đó thì FOMO. FOMO đúng không? FOMO là nhiều, sau đó thì học phân tích kỹ thuật không đến nơi đến chốn, sau đó tự tự cho mình là giỏi, đúng không? Ngày hôm nay tao view với long long dài, hay là ngày hôm nay tao view là sọt sập cơ, toàn đi ngược thị trường, sau đó thì cháy tài khoản. Mà sau khi em đã thua khoảng tầm một hai phiên, một vài phiên mà tiền to rồi, là những cái nhịp đẹp ăn long đẹp thì không cầm được, hoặc là đánh nhỏ. Những nhịp nhịp mà dính SL hoặc là gồng lệnh lỗ thì lại đánh to, kiểu dạng như vậy. Nên là mọi người chú ý, thị trường này không hề dễ dàng được, kể cả bên cơ sở vậy thôi. Thị trường này đâu phải là đơn giản mà anh em đánh được. Ví dụ hệ thống đánh của bọn em là bọn em đánh HAG từ đây, gom đây, nhưng mà điểm đánh của bọn em ở đây này và gồng được. Nhưng mà bình thường anh em cái deal này anh em làm sao gồng được, có dám gồng đúng không? Nhưng mà bọn em là bắt khách hàng phải gồng, nếu như muốn đánh theo bọn em là bắt phải gồng ở đây 30%. Còn nhiều người đánh ở đây chỉ được 5, 10, 7 hay phần trăm, xong rồi chốt vào thì vào tiền ít, xong chốt xong lại đánh liên tục để thua. Để vì tùy cái phong cách đánh, ví dụ đôi khi là cái nhịp mà mình chỉ cần ăn một nhịp sóng như vậy thôi là ok rồi. Còn mình chấp nhận là gì, tôi chấp nhận nếu như lên trên thằng thằng này được 10% mà giá nó quay trở lại, nó không còn đúng cái phân tích của tôi nữa, thì tôi có đóng hòa, đúng không? Tôi có thể đóng hòa hoặc là cắt lỗ hoặc lãi nhỏ. Tôi chấp nhận là gì, một là tôi sẽ bị lỗ khoảng 5-10%, nhưng mà tôi ăn, tôi phải ăn một nhịp là 50 đến 100% cơ, thì lúc đó cái LAV của mình sẽ lở được 1 năm, có thể x2 tài khoản bên cơ sở là chuyện bình thường, đúng không? 1 năm x2 tài khoản bên cơ sở là chuyện không khó, thật luôn là không khó. Tuy nhiên để mà x nhiều lần thì mình sẽ cần chờ những con sóng, con đại sóng nó như thế này này, kiểu dạng như vậy, từ 5 lên trên 15 mà mình gồng được, xong đó thì margin thì nó mới dễ được. Còn chứng khoán phái sinh thì bản thân nó thì x2 ở trong một ngoài ngày cũng được mà, đúng không? X2 trong một ngày cũng được mà, nhưng mà mình phải chấp nhận là chứng khoán phái sinh thì rủi ro nó cao hơn. X ở trong một ngày được thì cũng có thể chia, nhưng mà với câu chuyện mình đánh trading mà có SL ấy, mà có những setup đánh ấy, thì hầu như một ngày mình có thể kiếm được 5 đến 10 điểm đối với em không khó nhé. Mọi người cứ theo dõi em đánh hoặc là view live trực tiếp cho mọi người, hoặc là những chọn những vùng đánh có SL có TV thì một ngày chứng khoán phái sinh không thua, không thể thua được, đúng không? Hầu như không một ngày nào thua đó. Nhưng mà quan trọng như là mọi người phải theo cơ,
và không phải là theo là mình em hô lệnh là mọi người đánh lệnh đó, mà cái plan lúc nào em view sát cho mọi người, view từng chút một là gì, thị trường nó đang vận động như thế nào, chúng ta nếu như mà nó thủng vùng này thủng vùng kia nó xác nhận như thế nào, chúng ta đánh long bỏ ở đâu, chúng ta đánh short ở đâu, SL chúng ta để ở đâu, thì cái đấy mới là cái quan trọng đúng không, cái đấy mới là cái quan trọng, chứ không phải là long hô cầm đi xong rồi short cầm đi cũng đi, thì lúc bản thân đấy anh em rất là FOMO, rất là khó để đánh. Mọi người không bao giờ mọi người long ở cái điểm này đâu, mọi người toàn thấy thị trường tăng mạnh bắt đầu nhẹ mới long ở đây, mà có mấy chị là bây giờ chị mới rảnh long chị nhảy vào long ở đây nhưng mà đội thì đội long ở đây xong lên đây chốt xong rồi sọt ở đây thì chị vẫn cầm long ở đây chẳng hạn, thì thôi chỉ có thua thôi. Ok hôm nay dừng ở đây nhá.